Buổi chiều là thời gian dành cho các giờ học ngoài khóa. Các em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở A Xing được hòa mình vào các hoạt động bổ ích. Giờ đọc sách tại thư viện thân thiện là hoạt động yêu thích của nhiều học sinh. Dưới bóng mát của những tán cây xanh ở sân trường, với không gian mở này, các em nhỏ cũng hứng thú hơn. Những cuốn sách đã mở ra nhiều điều thú vị, giúp các em tiếp cận với tri thức và hình thành thói quen đọc sách mỗi ngày. Lên đọc sách ở thư viện em thấy rất vui và hạnh phúc và có kiến thức bổ ích mới giúp em kiến thức nhanh hơn. Trên thư viện em thích nhất cuốn sách Con gái nàng tiên núi, cuốn sách giải thích cho chúng ta vì trên khắp cả đất nước Việt Nam, từ núi xuống đồng bằng, đều là anh em một nhà luôn giúp đỡ nhau và yêu thương nhau. Những giờ học ngoài khóa ở trường tiểu học và trung học cơ sở A Xing luôn ngập tràn sự hào hứng, vui tươi. Có em thích đọc sách, có em thích tham gia câu lạc bộ dân vũ và có những em đam mê vẽ tranh. Tất cả đều là những tiết học thú vị, là biết bao sự tâm huyết, hiệu quả được mang đến và niềm vui cứ theo đó nhân lên. Thầy cô vui khi tạo cho học sinh những giờ trải nghiệm thú vị, học sinh càng thêm hào hứng và yêu thích đến trường mỗi ngày. Khi tham gia câu lạc bộ em cảm thấy rất vui vì được thầy cô dạy các bài hát của dân tộc mình và em cảm thấy rất hào hứng khi được tham gia một câu lạc bộ ý nghĩa như thế này ạ. Với đặc thù ngôi trường ở địa bàn vùng khó có trên 60 em học sinh, trong đó hơn 98% là các em học sinh dân tộc thiểu số. Làm thế nào để học sinh yêu thích đến trường, làm tốt công tác duy trì sĩ số học sinh luôn là nỗi trăn trở của các thầy cô giáo. Với quyết tâm học mà chơi, chơi mà học, trường thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoài khóa để vừa giáo dục cho học sinh kỹ năng sống, vừa tạo sân chơi bổ ích, giảm tải áp lực bài vở. Ngoài những cái buổi học chính khóa trên lớp, nhà trường phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tạo ra những sân chơi cho các em có cơ hội cọ sát, học hỏi, nâng cao năng lực bản thân. Những cái sân chơi này giúp cho các em có những buổi sinh hoạt lên mình nhưng nâng cao được cái năng lực của mình. Qua những hoạt động này, nhà trường phát hiện những cá nhân nổi trội trong nhiều lĩnh vực để bồi dưỡng tham gia các cái hội thi sắp tới. Bằng sự nỗ lực, tâm huyết và sự sáng tạo của thầy cô đã vun đắp để xây dựng một môi trường học đường mà ở đó học sinh, thầy cô giáo đã cùng nhau tìm thấy niềm vui và hạnh phúc khi đến trường thay vì những áp lực từ bài vở, điểm số.